hồn dành tặng cho cô dâu Cẩm Hằng. Một tràng pháo tay cùng chào đón cô dâu chú rể cùng vũ đoàn nhà hàng tiệc cưới Hoa Viên Nam Bộ. Kính thưa quý vị, trong nghi thức lễ cưới mà chủ đề của tiết tình yêu sẽ thực sự có ý nghĩa khi có sự chứng kiến và dự giác của ông bà cha mẹ. Chính vì lẽ đó, hai giờ đây cho phép chúng tôi được trân trọng giới thiệu đến quý vị ông bà Phạm Thành Minh là song thân của chú rể. Và xin tất cả quý vị dành một tràng pháo tay cùng chào đón chủ hôn thọ nhà trai. Bên phía bạn bè gái, xin cho phép chúng tôi được giới thiệu đến quý vị ông bà Nguyễn Văn Nhiệm là song thân của cô dâu. Một lần nữa xin tất cả quý vị dành một tràng pháo tay cùng chào đón chủ hôn thọ nhà trai. Hiện diện trên lễ đài là cô dâu chú rể cùng thông gia hai họ. Xin cúi chào ra mắt toàn thể quý vị quan khách. Và để đáp lại tấm thiện tình của tất cả quý vị đã dành thời gian quý báu để dự buổi tiệc hôm nay cùng hai gia đình chúng tôi, đại diện cho hai gia đình sẽ có đôi lời phát biểu. Chúng tôi xin phép được trân trọng kính mời thân phụ của chú rể sẽ đại diện cho hai gia đình có đôi lời. Kính thưa cô bác, anh chị hai họ, kính thưa quý vị khách mời, kính thưa anh em bạn bè thân thiết, hôm nay là ngày 14 tháng 6 năm 2014, cũng nhằm ngày 15 tháng 7 năm Giáp Ngọ, xin ra đón đầu ngày 17 tháng 5 năm Giáp Ngọ, cũng là ngày lành tháng tốt. Được sự đồng thuận của gia đình hai họ, hôm nay gia đình chúng tôi tiến hành làm lễ thành hôn cho con trai là Thanh Hùng, con dâu là Cẩm Hằng, nên duyên trùng vợ. Trong buổi tiệc hôm nay, xin có đôi lời cảm ơn đến cô bác hai họ, cảm ơn đến quý vị khách mời, cảm ơn đến bạn bè thân thiết đã không quản ngại đường xa đến đây để chung vui cùng gia đình và mừng hai trẻ được trăm năm hạnh phúc. Để tỏ lòng kính mến một lần nữa, tôi xin chân thành cảm ơn và chúc sức khỏe đến cô bác anh chị, quý vị khách mời được dồi dào sức khỏe, được phú quý an khang, được các tường giữ ý. Xin cảm ơn. Xin chân thành cảm ơn lời phát biểu của vị đại diện hai gia đình. Và giờ đây để tỏ lòng biết ơn các đấng sinh thành, xin mời cô dâu chú rể cùng đến với phần nghi thức dâng rượu tạ ơn cha mẹ. Hương nồng dân kính mẹ cha, con xin có dịu mời ra từ hồn. Và xin mời đại diện hai gia đình cùng nâng ly để thắt chặt tình nghĩa thông gia. Và một tràng pháo tay để cùng chúc mừng cho đại diện hai gia đình từ nay vẫn được dầu liền rễ thảo. Và trong hết thành tâm thay mặt cho nhà hàng, người đến cùng nhau
với lễ